Ông nội thấy thế, lại lấy ra một tấm bùa vàng, nhanh chóng dán lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn thời gian nữa, bùa chú cũng không thể trấn áp lâu, trước mắt chỉ có thể đốt cháy thôi. Chỉ chốc lát sau, củi đã chuẩn bị xong. Thật lâu sau ông nội mới phất phất tay, châm lửa đi. Khi ngọn lửa từ từ lan lên thi thể của bố tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi biết tất cả vẫn chưa kết thúc. Tôi lẩm bẩm, cô gái ngốc à, cô gái ngốc. Nếu như người biết, có thể nói cho ta biết tất cả chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Nhưng sáng sớm hôm sau bị tiếng ồn ào trong sân làm tỉnh giấc, ông nội đứng giữa đám người không nói một lời. Tôi lúc này mới biết, chú ba lúc trước biến mất đã xuất hiện. Theo lời kể của họ, buổi sáng có người đánh cá trên sông, đã thấy thi thể chú ba, cho nên chú ba nhất định là không cẩn thận rơi xuống sông. Ông nội cũng không nói gì, mang theo tôi đi tới nơi phát hiện thi thể chú ba. Trong mắt tôi phát hiện trên cánh tay trái của chú ba có mấy vết cào, nhìn qua đặc biệt quen thuộc. Ông nội nhẹ nhàng nói một câu, cương thi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó tôi nghĩ tới ở trong thôn còn có một con cương thi. Sắc mặt ông nội cũng trở nên ngưng trọng. Trở về rồi nói sao? Chuyện gì đã xảy ra sau khi ông đi tối hôm đó? Không phải chú ba đi cùng ông sao? Ba đàn, những chuyện này rất phức tạp, chờ đến lúc thích hợp ta nhất định sẽ nói cho con biết. Ông nội ngơ ngác nhìn xuống đường, tôi cũng chỉ có thể thở dài. Vừa về đến nhà, ông nội liền nói, ngày mai hạ táng, không thể kéo dài thêm nữa, thuận đường đem cô gái kia cũng hạ táng. Nhưng tôi lại có chút thắc mắc, hai bộ quan tài to như vậy, chỉ có tôi cùng ông nội hai người, sao có thể đem bọn họ hạ táng? Nhưng ông nội trong tim đã có cách, nói cho tôi biết không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ có người đến giúp chúng ta. Đến ngày hôm sau tôi mới phát hiện trong nhà có 8 nam nhân tới, mỗi người nâng một góc quan tài lên, hai bộ quan tài vững vàng được nâng lên. Nhưng mà ngay sau khi hai bộ quan tài đều đặt xong, sau đó thật kinh ngạc, mọi người nhao nhảy vào một cái hố sâu đã được đào trước. Ông nội dẫn tôi tiến lại gần, bên trong hố sâu nào có ai, tất cả đều là người giấy. Ông nội nhìn tôi, ta biết cháu có rất nhiều nghi vấn. Ban đầu ta đã có ý định mang bí mật này vào quan tài, nhưng bây giờ không thể không nói cho cháu biết. Sắc mặt ông nội ngưng trọng, 40 năm trước bà nội con khó sinh, qua đời, ta rất đau lòng. Cụ của cháu nói với ta, con đi làm một người giấy càng giống càng tốt, dùng tâm để làm, đem người này làm coi như là vợ của con. Ta không rõ, còn tưởng rằng cụ bảo ta làm một người giấy, dùng để tự an ủi. Nhưng cụ cháu không giống như nói giỡn, biểu cảm trên mặt cụ khi nói lời này ngưng trọng mà nghiêm túc, cũng không giống lừa gạt ta. Ta xem nhìn thấy vậy cũng liền đi làm, trở về mua vật liệu tốt, làm một người giấy. Vào đêm hôm sau, cụ của cháu trở lại và đưa người giấy đi. Cụ đã ra khỏi cửa vào đêm đó. Sáng sớm hôm sau, cụ quay lại và nói với ta một địa chỉ, nói ta đi và đưa cô gái ấy trở lại. Người này chính là cô gái ngốc hiện tại, chỉ là bộ dáng giống như bà nội cháu. Bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, sau khi mang về liền nhốt cô ta ở trong phòng. Sau đó cô ta liền chạy ra ngoài, cho đến khi bố cháu nhặt trở về. Sau đó mọi thứ như vậy, hy vọng những ngày tiếp theo sẽ tốt hơn một chút. Tôi nghe xong choáng váng. Nói đến cái chết của cô gái ngốc, hay là bởi vì bố tôi. Nếu như cô gái ngốc đó là người bình thường thì tốt, nhưng lại không phải người. Lúc ngủ, ông nội bước vào với một sợi dây thừng, để phòng lại đi đào thi thể người ta. Tối nay phải ta trói cháu lại. Ông nội nói trói tôi lại cũng tốt, nếu cô gái ngốc kia có quay lại, tôi cũng không bị ông nội hiểu lầm nữa. Lúc này ông nội mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nửa đêm xa xa truyền đến một hai tiếng chó sủa đánh thức tôi. Trong lòng tôi không hiểu sao lại bất an. Ngoài cửa truyền đến một tiếng động. Ông nội, là ông sao? Tôi lên tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng mở cửa, nhưng lại không thấy ai. Lại thấy sương mù nhàn nhạt tràn ngập vào. Ai giả thần giả quỷ đây? Ông nội không thể nghe thấy tôi. Tôi thực sự muốn xuống giường để xem rõ ràng. Thế nhưng ông nội trói tôi lại chắc chắn, động cũng không động được. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường. Ông nội, cứu mạng, ông nội. Tôi không thể làm gì được, chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu.